Chị nương kìa lưới lên à? Hay cắt ra? Kinh lắm. Đây bây giờ nó bắt đầu nó ăn đấy mọi người ạ. Ăn chuối nha, ăn chuối với ngô. Mọi người thấy chưa? Mấy con này đang đói này. Nó ăn chuối mọi người ạ. Mấy con ra. Ôi nhìn cái chân kìa. Cho mọi người nhìn thật. Ăn khỏe chưa? Mấy con này đang chưa được ăn này. Mấy con này chưa được ăn. Chưa chưa. Mình thích hai con này thế. Cao. Chị ơi, sao cắt hết ra? Mẹ à? Xong lại dựng lại chứ. Ai muốn nuôi đạt điểu liên hệ anh chị này nha. Ơi nó không, mình phải nhặt hết dây đúng không? Không có là nó nuốt phải á. Mọi người thấy chưa, nó đang ăn chuối mọi người ạ. Đây là cả đàn nó này. Bố mẹ đẻ ra đấy. Sai xưa. Ôi cái chân của nó này. Nhìn cái chân của nó kìa mọi người ơi. Ôi, nhặt dây của nó. Nó nhốt phải. Nó nhốt phải cái dây này là chết đấy. Mình ra quá. Ôi trời, cao chưa? Đạt điểu mọi người ơi, đạt điểu này. Hình như ui trời. Ơi. Điều chưa? Mấy con ta? Ai thích đạt điểu không? Hay thích nuôi đàn điểu không nào? Mấy con ta? 2 4 6 8 10 1 2 4. Mấy một con. Ôi lông đạt điểu. Lông đạt điểu này mọi người. Đẹp chưa? Đấy, đã điều này mọi người ơi. Trông cưng chưa này? Cái lông nó mềm lắm mọi người ạ. Đấy. Ôi trời. Đấy. Hai con công chúa. Ôi mọi người. Ôi hắn này. Nguy hiểm. Sẽ cài cửa lại. Đấy. Đây là lông đạt điểu này mọi người, mềm. Cái lông nó mềm dã man luôn. Cái này mà người ta thu, người ta làm áo ấy. Làm áo lông á. Lông đạt điểu mềm dã man luôn mọi người ạ. Chưa.